Ớt này em ướp em xào với củ hành tây, ớt bột ngọt, đường, nước mắm. Hôm nay là cái dồ kho. Này ướp miếng bột nghệ vô nó cho nó vàng vàng. Trên ruộng còn phát chỗ lúc mà ta sấy rồi vô bịch bịch á, kho khô sạch sạch cái nặng canh vô ăn ngon nguyên nó viền, nó viền món cá này nó viền nặng canh, nó không nặng canh đâu, viền đúng rồi, không có nặng canh mà nó không ăn đâu. Kho sạch sạch nặng canh vô ngon. Ăn tới ăn lui mấy món cá ăn hoài. Không có món gì mới lạ hết. Món cũ làm tới. Ăn cơm thường ngày mà ăn mấy món này nó ngon, chứ nấu ba cái đồ món hoài ăn gì nổi. Gia vị nhiều nữa. Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay mình đổ vào câu giòn ăn. Cái bạch cao cao này là 25g, mình đổ với 1,5 lít nước nha. Giờ mình đổ 1,5 lít nước vô, mình ngâm rau câu khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ mình mới đi nấu nha. Giờ xài toàn là lá cẩm này thôi. Muốn vừa bị ốp lại à, biết sao giải lên được. Hơn là cục đá nữa mà. Cái trái này nó rụng mới xuống cái ton này nó cũng
như là cục đá nữa. Dạ. Cá gì? Cá chiên sữa hả? À, cá bởi. Cá này chát rồi. Cha mẹ cũng nói à, mà đại đó. Lên đại á, ăn cái hồng chết đó. Cái bịch đó là nó để là tới 2,5 lít, nhưng mà mình đổ 1,5 lít à. Đổ xương xa mấy 2,5 lít. Đổ cua câu 2,5 lít á, nó bở. Nắp bằng nãy em rửa hả? Giờ cái đùi ếch này nó chín rồi, mình bỏ củ hành vô. Rồi bỏ hành lá vô luôn. Vừa ếch xào củ hành ăn ngọt lắm. Giống ếch nước lụm mà toàn củ hành luôn à. Thơm quá. Không thấy ếch. Trăm gram đường với 1/2, 1/3 muỗng cà phê muối. Cái đen đen là gì? Đen là cà phê. Đổ từ từ chậm chậm, đổ nhanh quá nó bị chìm màu hết trơn rồi, nó không có lên sơn thủy được, nó lộn lại đúng không? Nó lộn nó chìm xuống dưới cái đáy sẩn á. Ừ. Cho nó lành lành nha, đổ nó không có lộn nữa màu. Đổ gấp quá nó còn nóng cái nó. Thôi. Qua thì nó không nữa. Cái này nghe nó bị kênh rồi, cái bạn nó bị trên. Nó bị nghiêng rồi. Nó nghiêng. Lấy cái gì á, chim vô phía bên đây. Lấy cái khăn chim được không? Dạ. Lấy chiếc đũa. Chiếc lại. Đẹp rồi đó. Thôi đổ nữa. Đổ nữa ngồi xấu quá à. Ừ. Thì cái này quậy đúng không? Quậy sơ sơ. Kéo dài á, kéo qua, kéo lợi, kéo qua, có lợi gì.
gần vô để múc có nhiều lắm. Sát vô. Cái tô cà phê để sát vô. Nó là nhỏ ở nhà tối ngày cái có tiền cái đổ một câu ăn, mua mịt vậy nè, về đổ món rau câu với món bánh tay yến là món buộc của em. Cái màu tím này nè mình ít thôi, màu đậm thì ít, đậm á nó chìm mèo sáng thì màu đậm thì ít. Từ từ anh hắt hậu nó chìm hết trơn trời. Ta đổ nhẹ nhẹ từ từ vậy nè. Nhẹ vậy nè. Đó. Hắt cái nó chìm hết trơn á. Cà phê nữa không? Cà phê. Cho màu trắng với màu xanh. Tí cà phê đi. Màu trắng là phải xài nhiều nhất. Mời quý cô chú anh chị các bạn thưởng thức bữa cơm cùng gia đình mình nha. Thịt kho hả? Thịt kho hả? Kệ. Ngon chén, của anh Vinh. Nó lấy thứ chén rồi. Nguyên nó đi rửa cái tô nó nè. À, nó ăn tô. Con lấy đũa con ăn. Ăn đũa hả? Ừ. Ừ. Cái tô thôi ăn đũa. Ừ. Thôi già được. Cái gạo này nó dẻ, nó dắt chén. Cá con cá này dẻ không nứt luôn á. Thức gì kỳ hả? Ừ. Cơm bơi. Này là chua, siêu chua con mới ngon. Ta đổ cái này còn không chua. Ăn trục nữa quê. Chua nặng nữa. Đi học. Sáng đi học rồi. Cái kêu Quyên Quyên á. Mày nhỏ mày kêu tao chỉ mới được chứ. Chị Hai Quyên. Sao em? Cái khôn lắm nha. Ai lớn rồi mình. Ai lớn chị? Mày có lùn tẹ có chút à. Tao cao vậy nên mày kêu bằng mày. Nuôi không có làm đám dỗ á. Nó nuôi có mấy chục con mà làm dỗ rồi mà còn còn á. Mới thấy luôn. Để ý biết ông ngoại nó làm sao. Mới thấy luôn. Mới thấy có tình cảm. Ăn đi như là gà chấm với ớt. Cho con nữ con sắp về nhà mặn gì ăn. Tết này thôi bữa rồi đó. Đáng không? Nuôi rồi nè.
Cái này sao còn dai quá. Thế nào? Mình có ăn lạc không được. Nếm lọc từ từ. Ông phải bỏ từ từ, giảm từ từ đi. Thôi giờ con nấu bữa lạc không, ăn nấu nó mặn không? Đừng chấm muối á. Trừ khi ba đừng nó chấm đi, nước mắm muối thôi. Chứ con nấu là lạc á. Con phở ta cũng húp nước tương. Ông ăn cơm á. Ông hay cái chai, lấy chai nước tương xịt vô chén không á. Vậy còn không có nước tương thì không chế nước mắm. Chàng lớn tuổi ăn mặn không tốt. Còn vợ con với Vinh cũng ăn, tập ăn lạc luôn. Con nó không mấy ngầu á. Nó không có ngon cái miệng mình. Nhưng mà ăn được tử cũng quen. Với nó quen. Tập ăn vật lạc lần lần với quen. Ăn mặn chứ có hại. Mặn nó ra lên nước áp á. Áp là ăn tư. Nước áp mà nó cao hoài á. Để đi chạy chị gấp tới cho mà. Chấm ha. Chấm rồi. Này chị từ chấm không là chấm. Chấm ăn ngon mạnh ngon ngấu nghiến rồi vô. Ăn không thấy thèm. Nguyên ra không thấy thèm hả? Ừ. Bữa tư mày ăn như mèo hử quá. Ăn thua người ta ăn gác. Em đi bỏ tủ lạnh. Hả? Bỏ tủ lạnh, để giờ lạnh em. Miêu 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 miêu. Trời mưa. Vô cái nó vô đây ha. Thấy cắt ngon ngon đi Nguyên. Con không biết cắt. Để đi. Cũng ăn à. Sơn thủy. Điện mà nói ăn cắt cái gì vậy? Nói nó hán là bắt cơm lên là quên cắm điện. Ghê vậy. Mở nắp nồi toàn nước không. Cha cú đầu. Vậy cha cái mà. Ghê vậy ta, chế dữ ha. Câu ấy đâu. Cha cú đầu. Ký mà sao? Cha ký đầu rồi sao? Khóc hu hu vậy. Nước gạo mà. Rồi cũng đẹp quá nè. Mà nó thấy chưa, màu tím nhiều đây là còn hơi bị nhiều rồi đó Tư. Mà nắp nồi là còn nước kém. Mở nắp nồi còn nước không. Vậy sao nữa? Đó mệt mà. Sao gì vô mau quá vậy? Sơn thủy. Sơn thủy mà. Câu câu sà bần. Sà bần. Lâu sầu. Rồi thấy cái tưng tưng luôn đó. Vậy là nước cốt ít hả? Mình bỏ nhiều đường đây còn không bị ngọt không? Thì cũng vừa. Điên. Cái bí quyết của nó là quậy từ lúc mà sôi á, quậy khoảng nửa tiếng đồng hồ. Dữ à? Nó càng giòn. Quậy lâu nào không ngon mấy. Đúng rồi, càng lâu càng giòn. Chứ quậy mau quá không ngon. Quậy mau quá cái rau trâu này nó không có trong được như vậy, nó hơi đục đục mà ăn bởi nghiệp à. Ừ. Ngon, thiếu câu nào tiền? Câu. Ăn nào đâu? Đủ mùi á. Nó dứa cà phê. Có gì mà. Nhưng mà cái mùi nó dứa cà phê thì nghe nó gì. Nó ngọt. Lá cẩm là chỉ là cái mùa, cái lá màu thôi. Lá dứa là nặng mùi nhất. Cho câu sơn thủy à? Ừ. Thích cho câu có cà phê rồi. Một với mấy rồi đó? 1:15 à. Ngon sực 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 ngon á. Có cà phê, em thích có cà phê nước cốt dừa không? Á gì không? Không cục nữa đây. Ghim thủy gì ít xìu.
Đây là dứa mà nó còn thờ một quá dứa quá trời không. Ừ, quay có nửa tiếng đồng hồ á. Mà phải ngâm. Vô câu mày đổ nước vô rồi để ngâm một hồi chừng tiếng đồng hồ hả quậy. Nó bắt lên quậy. Chứ mà đổ nước vô cái bắt lên quậy liền cũng không có ngon, không trong.